cha bi khô ăn na văn xích ba tê lao hai xá tì chạch to ra dâm cha đô sáng cha ta tô ni ba na mê hí chi. Rỗng không thiền tác nước rồi, rỗng không thiền nhẹ chèo bơi nhẹ nhường, tham sân theo đám lông bèo, thuyền xuôi bến giác tùy theo xứng người. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Nhân Đức. Dạ con đã kể xong rồi. Dạ con xin gửi mic lại cho đạo tràng. Dạ sa tu làm thầy sĩ Trần Đạo. Nam mô Phật Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sáng Khà Gia, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh Pháp Cú số 369. Và cảm ơn sĩ Rạng Đông, sĩ Trần Đạo cho biết nghe rõ. Xin cha phi khu y mang na vắng Sita te la bohu me sati Chetua ragang cha do sang cha Tato nibbana mehi si Sin cha piku imang na vang Sata te la hu me sati Chetua ragang cha do sang cha Tato nipana mehi si. Tỷ kheo tát thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Rỗng không thuyền tát nước rồi, rỗng không thuyền nhẹ chèo đều, tham sân theo đám rong bèo, thuyền xuôi bến giác, tỷ kheo xứng người. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Thà Gia, con xin được mic. Kính mời xin cô Tuệ Duyên tiếp theo. Dạ Nam Mô Phật Thà Gia, Nam Mô Gia, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Thầy thần Đức Tăng, kính lễ quý thân nữ và thân tất cả quý thân. Dạ, đạo tràng có nghe âm thanh tự nhiên, có nghe ồn không ạ? Dạ, kính đại Đức Đại. Dạ, mấy hôm nay dạ, cảm ơn. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể kinh Pháp Cú 360. Ya bhikkhu imang na vang citta te la metati che toan cha do sang cha tato nibbana me si xin cha phích khu im măng na văn xin ta thế la hồ mệt xa tì chế toa găng cha đô sang cha ta tô ni pa na mê si xin cụ ima vang sít ta tê la hu mê sít hu mê sát tí chê toa sát đồ sang cha tát tô ni ba na mê hi sĩ tỳ kheo tát thuyền này thuyền nhẹ đi mau trừ tham diệt sân hận tất chứng đạt niết bàn. Rồi thuyền tát nước rồi, rỗng không thuyền nhẹ chèo bơi nhẹ, tham sân đeo bám rong rêu, thuyền xuôi bến giác tỳ kheo xứng người. Câu này của Hòa Thượng Giới Đức.
Dạ, tự nhiên đã đọc bài và kể xong. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của Nhật Quân. Dạ, kính mời chị Nhật Quân. Sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Thầy Duyên. Con thành kính lãnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh mến chào Xích Hoa Nguyệt, kính chào Dũng Nguyễn vừa vào đạo tràng. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm vừa vào đạo tràng. Dạ, Tâm An ơi, Tâm An đã trả bài chưa? Cô ấy Minh, dạ, còn vị nào chưa trả bài Thanh Thủy? Dạ, còn vị nào chưa có ôn bài thì kính mời bằng tay ạ. Dạ, nãy giờ Nhật Quỳnh không có trước máy nên Nhật Quỳnh không biết vị nào chưa ôn bài. Nếu vị nào chưa ôn bài thì kính mời bằng tay. Dạ, trong khi chờ đợi con xin được ôn bài trước ạ. Dạ, cảm ơn Vinh Quá Thanh Á cho bài học. Xin chắc bích khu y măng na quang xích ta tê la hu mét sa ti chết ta ra găng cho đồ săn cho ta tơ nịp ba na mê hi si. Xin chắc bích khu y măng na quang xích ta tê la hu mét sa ti chết ta ra găng cho đồ săn cho ta tơ nịp ba na mê hi si. Tỷ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Xin cha bích khu y măng na quang xích ta tê la hù mê cha tê sa ti cha ta ra găng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Xin cha bích khu y măng na quang ta tê la hù mét sa ti cha ta ra găng cha đô sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Rộng không thuyền tát nước rồi, rộng không thuyền nhẹ chèo bơi nhẹ hiều, tham sân theo đám rong rêu, tham sân theo đám rong bèo, thuyền xuôi bến giác tỳ kheo xứng người. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và Nhật Quỳnh vừa đọc vừa kể, nhìn màn hình cũng không thấy vị nào đưa bàn tay của mình lên. Tâm An ơi, Nhật Quỳnh thấy Tâm An vừa ra rồi vào lại. Tâm An có công mà cầm mic được không Tâm An? Alo, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ, kính mời Tâm An ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu có mặt trong đạo tràng Pháp Cú Kinh. Con xin đọc kệ câu Pháp Cú số 369. Xin cha phi cú y măng na quăng xích ta tê la hú mẹ mẹ sa tí chê tòa ra gần cha đồ sằng cha ta tổ níp bà na mê hí sĩ. Xin cha phích cú y măng na quăng xít ta tê la hú mẹ sa tí chê tòa ra gần cha đồ sằng cha ta tổ níp bà na mê hí sĩ. Xin cha phi khu y măng na quăng xích ta tê la hu mệt sa ti chê tòa ra găng cha đô sang cha ta tô ni pa na mê si. Xin cha phi khu y măng na quăng sita te la hu met sa ti che to ra
sang cha đồ sang cha ta tô ni ba na mê hi si. Tỷ kheo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rỗng không thuyền tát nước rồi, rỗng không thuyền nhẹ chèo bơi nhẹ hiều. Tham sân theo đám rong bèo, thuyền xuôi bến giác tỳ kheo xứng người. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc kệ xong. Kính gửi mít lại đạo tràng ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sức Tâm An. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Thị Duyên Sức Đăng Đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con không thấy bàn tay vị nào nữa, mà đồng hồ con còn có 2 phút thôi. Dạ, con xin phép được khép lại ông bài để con cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phục Hạnh, Sức Tâm An, Bình Quá Tha Ná, Sức Rạng Đông, Sức Tâm Phương, Sức Rạng Đông đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ, bây giờ cũng giờ đúng giờ để chúng con học bài mới, Câu Pháp Cú Kinh số 370. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn Bình Quát Ca Ná cho bài học. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam Mô Ta sa pha ga wa to arahato samma sambuddha sa. Ramma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti sa sat tap ba ra chap ka cha ti ka đề xê tu thâm măng à nu căm bi măng ba chăng sa thâm ma phê rìm vi na dánh cha ca dân su tan cha băng thăng à phi thâm ma châm măng à cô ta danh tô ta tu sắp cha đăng đăng ba bơ thà nê bà đi xa dạ mắt chê. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng à, trò hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên phận ngậm ngùi khẩn khoản à, Phật nhận lời nhân chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời à, nhắm vườn lập giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử à, có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhôm kiều trận như à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở ma lâu pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng đói không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng à, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni à, tối mê cầu được tri vẹn toàn
Nam mô Bụt Thầy và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu phúc cú kinh số 370. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, kính đảnh lễ chư đại đức tăng và mến chào toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn pháp cú kinh ngày hôm nay, ngày chủ nhật ngày 17 tháng 1 năm 2021. Và ngày hôm nay như sự sắp xếp là chúng ta chưa có cái vị giảng sư chính thức cho cái buổi học vào ngày chủ nhật. Chính vì vậy cho nên sự sắp xếp đó là trách nhiệm tạm thời của Thượng tọa Tiểu Quyền và bản thân của Tịnh Đạt. Và hôm nay thì Tịnh Đạt có báo và cung thỉnh Thượng tọa Tiểu Quyền để vào trong diễn đàn để giảng cái bài học ngày hôm nay, nhưng do là Thượng tọa đang bận trừ cho nên Tịnh Đạt sẽ tiếp tục để duy trì cái buổi học ngày hôm nay trên diễn đàn, và sẽ mong rằng chư thiên gia hộ và có được thêm các vị giảng sư để làm cho diễn đàn pháp cú kinh chúng ta càng phong phú hơn về cái học pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu tập. Và để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay, Tịnh Đạt cũng xin thỉnh chư tăng và các quý vị chúng ta lễ bái tam bảo. Arahang Sammāva Buddhang Bhagavantang Abhivadimi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Ngày hôm buổi học ngày hôm nay, diễn đàn chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn pháp cú số 370 trên 423 câu. Và để nhắc lại là câu kệ ngôn pháp cú số 370 này nằm trong nhóm kệ ngôn pháp cú có cùng duyên sự, gồm tất cả là 9 câu. Và hôm nay chúng ta học đến câu thứ 3 trong 9 câu. Trước tiên chúng ta sẽ học về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 370 này. Bancha chinde bancha cha he Bancha chutari phavaye Bancha sankhati gopikhu Okha tinoti vuchati. Đoạn năm, từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỷ kheo cắt năm trối, xứng danh vượt bậc luôn. Bản dịch của Ngài Minh Châu, Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và bản dịch văn xuôi: nên chặt đứt năm trong ngoặc đơn hạ phần kiết sử, nên từ bỏ năm trong ngoặc đơn thượng phần kiết sử, nên tu tập hơn nữa về năm trong ngoặc đơn quyền, là người đã vượt qua năm sự ràng buộc trong ngoặc đơn tham sân si ngã mạn tà kiến. Vị ấy, vị tỳ khưu được gọi là đã vượt qua trong hoạt đơn 4 dòng nước lũ.
bản dịch của ngài Ina Chân Đá Chánh Thân. Trước tiên thì chúng ta sẽ học qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú này. Câu thứ nhất đó là Pancha Chinde Pancha Chahe Pancha Chinde Pancha Chahe. Pancha nghĩa là con số 5. Con số 5 chứ không phải là 5 là 5 tháng, là con số đếm, số 5. Chinde Chinde bắt nguồn được chia bởi động từ chinda chidati chida chidati, nên được chặt đứt, nên chặt đứt nha thưa quý vị, nên chặt đứt. Pancha chahe pancha là con số 5. Chahe chahe là nên từ bỏ, nên từ bỏ. Nên từ bỏ hay là nên đoạn trừ. Câu thứ hai đó là Pancha Chuttari Pāvaye. Pancha Chuttari Pāvaye. Pancha là con số 5. Chuttari, Chuttari ở đây có sự kết hợp bởi hai từ đó là chá cộng với lại Uttari. Chá có nghĩa là và. Uttari là cao hơn hay là ở hơn nữa, cao hơn hay là hơn nữa. Uttari. Pāvaye. Pāvaye. Pāvaye này từ cái căn động từ phu, và động từ căn là pavati, pavati, pavaye, nên được tu tập, nên tu tập, nên tu tập. Cái từ pavaye này nó cũng căn lại cái từ chúng ta hay gặp, đó là từ pavana, tu thiền đó, chúng ta dịch theo từ là tu thiền, Pāvana thiền tập. Pāvaye nên tu tập. Câu thứ ba trong bài kệ đó là Pañca Saṅghātikho Bhikkhu. Pañca Saṅghātikho Bhikkhu. Pañca Saṅghātikha được kết hợp bởi ba từ. Bởi ba từ Pañca Saṅgha và Atigha. Atigha, Atigha. Pañca là con số 5. Saṅgha, Saṅgha là sự ràng buộc. Saṅgha là sự ràng buộc. Atigha, Atigha, Atigha. Atigha hình thành bởi tiếp động ngữ Ati cộng với lại căn động từ gamu hay là gacchati cộng với quá khứ phân từ, có nghĩa là đã vượt qua, đã vượt qua. Pañca Saṅghātikho Bhikkhu. Pañca Saṅghātikho. Pañca cộng Saṅgha cộng Atigha. Atigha. Bhikkhu là vị khưu. Bhikkhu là vị tỳ khưu. Pañca Saṅghātikha. Cái câu cuối cùng chúng ta trong bài kệ đó là Ô kha tino ti vuccati. Ô kha tino ti vuccati. Ô kha tino, ô kha tino kết hợp với hai từ
đó là chữ ô khá là trận lục, ô khá tin ná, tin ná từ cái ngữ căn của động từ taratí, đã vượt qua, đã vượt qua, nó là bất quá khứ phân từ của taratí, đã vượt qua. Chữ ở của chữ tí là đã nói lên. Gọi là nói lên. Chữ y tí có cái từ ô khá tin nô, chúng ta thấy có cái dấu nháy, có dấu phẩy và cộng với chữ tí đó. À, đó là cái từ y tí, rằng là khi thể hiện cái đoạn trích, một cái đoạn trích dẫn. Và như vậy là chúng ta đã lần lượt đi sơ lược về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú, bài học ngày hôm nay, câu số 370. Một lần nữa, câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 370. Bancha chinde, bancha chahe, bancha chuttari pavaye, bancha sankati ko pikhu, okhati no ti vuchati. Đoạn năm, từ bỏ năm, tu tập năm, tối thượng, tỷ kheo, cắt năm trối, xứng danh, vượt bậc luôn. À, bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và bản dịch của Ngài Giới Đức: tỳ kheo cắt đứng 5 giây, vượt qua 5 ải bủa vây lối về, tận tu 5 pháp bồ đề, vượt cơn lũ lớn dòng mê xứng người. Nam mô Bụt-tha-ya. Câu Kệ Ngôn Pháp Cú ngày hôm nay, Tịnh Đạt có cái cảm nhận đó là về một cái kiến thức chuyên sâu về giáo lý Phật. Trong hai cái câu bài kệ trước, Đức Phật Ngài thuyết cho nhóm 900 vị tỳ kheo xuất thân là 900 tên trộm cướp đó, thì Đức Phật Ngài dùng những cái hình ảnh, những cái hình ảnh ẩn dụ, những hình ảnh mà Ngài muốn nói đến, giống như là một chiếc thuyền cần phải được tát đầy nước, một chiếc thuyền đầy nước cần phải được tát cho nhẹ bớt và cắt đứt cái tham ái và sân. Hay là các vị tỳ khưu cần phải trú từ bi thành kính, rồi có sự an lạc. Còn trong cái câu kệ hồi ngày hôm nay đó là chứa đựng rất là nhiều cái về cái kiến thức, về nói chung là nội điển rất là nhiều. Và chính cái câu kệ ngôn này thì chúng ta sẽ lần lượt được tìm hiểu qua những cái bài giảng của những cái vị pháp sư giảng sư ở trong diễn đàn. Và để cho được đầy đủ trong cái bài học đó, thì chúng ta sẽ đi từng bước. Và cái bước kế tiếp đó là cái phần duyên sự. Cái phần duyên sự thì Tịnh Đạt nhớ rằng ngày hôm trước cũng đã trình bày khá là đầy đủ và chi tiết. Nhưng hôm nay thì Tịnh Đạt có tìm thêm một số cái chi tiết mà lần trước còn bỏ sót lại, để cho các quý vị chúng ta có thêm được một số cái thông tin. Các quý vị còn nghe được âm thanh rõ không ạ? Tại vì mạng wifi cũng chập chờn đó. Dạ, cảm ơn quý vị. Thì ngày hôm nay thưa quý vị, đó là cái duyên sự này là cái duyên sự nói về một nhóm các vị tỳ khưu gồm có là 900 vị, và cái vị hướng dẫn đó là cái ngài Sunat. Và thưa quý vị, rằng Tịnh Đạt cũng vừa tìm được cái thông tin
về cái tích truyện Pháp Cú Kinh này liên quan đến những cái điều luật, cụ thể đó là năm cái điều luật mà Đức Phật Ngài đã chế định cho chư tỳ kheo. Cái điều luật này nằm trong tạng luật quyển Mahavakka Đại Phẩm, và nằm trong cái chương gọi là chương 5, chương gia thú. Chúng ta có thể đọc thêm về cái đoạn kinh ở trong luật tạng này. Và thưa quý vị, rằng nói về luật tạng đó thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nhiều khi khô khan. Bởi vì luật, khi mà chúng ta nghe nói luật lệ đó thì chúng ta sẽ mường tượng đó là những cái điều chế định để mà cấm đoán và phạt nếu mà phạm, giống như là luật xã hội, luật pháp xã hội, luật pháp về hình sự, luật pháp về kinh tế, luật pháp về nhiều thứ ở trong xã hội. Nhưng thưa quý vị, rằng riêng về đó, về tạng luật ở trong Phật pháp đó, thì Tịnh Đà cũng thật lòng là khuyến khích các vị, chúng ta có cơ hội chúng ta hãy đọc qua một lần. Hãy đọc qua một lần. Bởi vì sao? Bởi vì tạng luật đó thưa quý vị, nó không đơn thuần đó là cái điều chế định, Đức Phật Ngài chế định để mà xử phạt hay là ngăn cấm các vị tỳ kheo. Cái mục đích chế luật đó, có nhiều cái mục đích mà Đức Phật Ngài muốn chế định giới luật. Ở trong đó đó là để giống như là giúp đỡ cho cái đời sống phạm hạnh càng ngày được tốt đẹp hơn. Và khi được giới luật được ra đời, được chế định, đó là bắt đầu từ khi trong tăng đoàn có nhiều cái sự dễ vui. Các vị phàm phu sau khi xuất gia thì không vì cái lòng tịnh tính muốn giải thoát, hay là do cái sự dễ vui thiếu hiểu biết đã làm những cái điều sai quấy. Và chính vì cái nguyên nhân đó mà Đức Phật Ngài đã vì lòng từ bi, Ngài chế định, Ngài dạy cho cái cách làm thế nào cuộc sống, đời sống phạm hạnh càng ngày càng được tốt đẹp hơn. Và một cái điều nữa đó là trong cái tạng luật đó, đó là một cái bức tranh, phải nói là rất là sống động. Bức tranh sống động về cái cuộc sống của Đức Phật và chư tăng thời bấy giờ. Bởi vì chúng ta đọc trong kinh á, nhất là kinh tạng đó, trường bộ kinh, trung bộ kinh, đa phần những cái bài kinh đó đó là những cái kiến thức về Phật pháp, kiến thức về phương pháp tu tập, những cái kiến thức về ngôn luận để nói lên cái sự trình bày của Phật pháp một cách chặt chẽ, một cách lý lẽ, hướng dẫn cho những người tìm hiểu có một cái sơ đồ rõ ràng. Nhưng cái tạng luật đó, đó là một cái gì đó rất là đời thường, rất là bình dị. Và trong cái tạng luật đó thì quý vị sẽ bắt gặp những cái hình ảnh chư tăng thức dậy đi bát, chư tăng phá độ, rồi thuyết pháp giảng đạo, rồi chư tăng có những cái hành xử đôi khi được Đức Phật Ngài khen tán thán, đôi khi Đức Phật Ngài chê trách. Vì cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài khen tán thán và chê trách đó, chúng ta sẽ nhận ra đó là cái đạo Phật đó chúng không phải là một cái tôn giáo để mà chúng ta đến mà cầu nguyện. Cái đạo Phật không phải là chúng ta đến để mà tôn thờ, mà chúng ta đến để mà học hỏi, để tìm hiểu. Chính vì cái hiểu biết rõ ràng, chính vì cái nhận định, cái niềm tin dựa trên cái lý trí đó, cái hiểu biết rõ ràng đó, thì cái niềm tin nó được củng cố và được bền lâu chắc chắn.
Chứ không á, thì chúng ta sẽ thấy đó là cái đời sống của một vị tu sĩ đó, hay là một vị xuất gia đó, ngay cả thời bây giờ, nếu một người cư sĩ, một người Phật tử chỉ quan tâm đến cái việc mà làm phước cúng dường, hay là quan tâm đến cái việc đó là xây cất hoặc là sơn sửa, hay là chỉ tham gia những cái lễ hội được tổ chức tại chùa đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ, và chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái đời sống của một vị sa môn, ngay cả thời bây giờ. Và chúng ta không hiểu được đó, thì đôi khi chúng ta sẽ không có được cái nhìn thông cảm. Và cái chính vì chúng ta không hiểu được đó, thì chúng ta muốn giúp đỡ hay là hộ độ, chúng ta cũng không biết cách nào để làm. Dạ, chúng ta không biết cách nào để làm. Cái này là thật sự ra nó là một cái vấn đề mà ngay cả cái việc người Phật tử nói chung, không phải riêng về các cái Phật tử Theravada, mà kể cả các cái Phật tử của các cái hệ phái bạn đó, đa phần là tập trung vào những cái việc tạo phước cúng dường, làm cái hành trang cho mình ở trong những cái kiếp tương lai. Nhưng mà chỉ tập trung những cái lúc đông người, chỉ tập trung vào những cái lúc mà chư tăng trang nghiêm, chỉ tập trung vào những cái lúc mà được cung nghinh chào đón một cách rất là trang trọng. Còn những cái lúc bình thường đó, cái ngày bình thường đó, thì rất là hiếm, rất là hiếm. Bởi vì cái đời sống chư tăng có nhiều cái khó nói lắm, chỉ có những người thân cận, những người nào hiểu thông cảm, thì lúc đó có những cái khó khăn mà cần những cái người cư sĩ giúp đỡ, lúc đó thì lại không biết nói ai, cũng không biết trình bày như thế nào, cũng không biết là họ có thông cảm cho mình hay không. Cho nên Tịnh Đạt nữa một lần nữa cái kêu gọi các quý vị, chúng ta hãy quan tâm nhất định về cái phần tạng luật. Chúng ta đọc vào đó, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ rất là khác, rất là khác sau khi chúng ta tìm hiểu về tạng luật. Quý vị thấy rằng những cái điều luật Đức Phật Ngài chế định đó, một lần Ngài chế định không phải là duy nhất, nhưng mà trong sau khi cái lần chế định đó thì có những cái điều xảy ra giống như là cố tình né luật. Và chúng ta thấy rằng các cái vị chư tăng thời bấy giờ cũng có nhiều vị phải nói là có cái tâm dễ vui rất là lớn, hơn thời bấy giờ rất là nhiều. Nhưng mà do đó, do là ở trong cái là người phạm luật đầu tiên, và trong cái thời có Đức Phật và nhiều thánh tăng, thì các vị được sửa chữa một cách rất là tận tình, gốc tận rễ. Nhưng mà thời bấy giờ đó thì nhiều khi một cái vị sa môn, ở vị tu sĩ phạm luật hay là dễ vui đó, nhiều khi cũng không có ai biết, cũng không có ai quan tâm, và không có cái hay hội đồng nào mà có thể giải quyết một cách tận gốc rễ như là thời Đức Phật. Có những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ không bao giờ bắt gặp được ở trong tạng kinh hay là tạng vi diệu pháp. Và có những cái quan điểm, nếu mà chúng ta có cái sự thương, chúng ta đọc tạng luật thì chúng ta sẽ thấy là một cái đời sống rất là bình dị, không phải như là được một cái tôn vinh tột mực, đó là pháp là cái gì đó nó cao thượng, cái gì đó là đạo Phật, nó ý đạo Phật là cái gì đó là nó không thể với tới, đạo Phật là cái gì đó có một cái ngăn cách cản trở, nó rất là bình dị. Thì trong tạng luật đó, ở cái quyển Mahavakka đại phẩm đó, trong chương gia thú đó thì có nhắc đến một cái giai thoại, và cái giai thoại này liên quan đến năm cái điều luật, kể cả năm điều luật được nhắc đến trong tích truyện Pháp Cú. Thì đó là nhắc đến cái việc mà ngài Mahakacchayana
ngụ ở xứ Avanti, Avanti thành Karakara tại núi Papata. Thì cái vùng này đó là cái vùng biên địa, cái vùng biên địa ở phía nam Ấn Độ. Thưa quý vị rằng cái câu chuyện cái duyên sở trong tạng luật nó rất là rõ và có nhiều cái chi tiết nó được minh bạch hơn là ở trong câu chuyện chú giải pháp cứu. Một lát nữa Tịnh Đạt sẽ trình bày cho quý vị được tường tận. Thì ở cái khu vực này có một cái người thiện nam tên là Sona, tên đầy đủ là Sona Kutikana, là một cái người hộ độ cho ngài Mahakacchayana. Và cái người nam cư sĩ Sona này có một cái tấm lòng đối với Phật pháp và xin được xuất gia. Mặc dù là nhiều lần ngài Mahakacchayana khuyên nhủ là đời sống phạm hạnh không dễ dàng, phải đối mặt với nhiều cái thử thách, nhưng cư sĩ Sona đã mạch trình với ngài Mahakacchayana như vậy. Bạch ngài, theo con được hiểu đó, theo con hiểu về pháp đó đã được đại đức Mahakacchayana thuyết giảng đó, thì cái việc mà không phải là việc cái việc mà thực hành giáo pháp đó không phải là cái việc dễ dàng đối với người đang sống ở ở người ở thế tục một cách trọn vẹn đầy đủ. Vì thế cho nên đó, con muốn thật tâm xin được xuất gia, khoác chiếc áo cà sa, rời bỏ sống không có gia đình. Và ngài Sona đã quyết tâm, nam cư sĩ Sona nó quyết tâm, và lúc đó ngài Mahakacchayana đã đồng ý. Và trải qua 3 năm mới triệu tập được cái hội chúng thì khu gồm 10 vị, là số lượng chư tăng tối thiểu Đức Phật ngài chế định cho cái việc là chứng minh thành tựu một cái vị tỳ kheo. Và sau đó thì ngài Sona đã hành thiền và đã có một cái suy nghĩ là khi được xuất gia vào trong giáo pháp đó, thì cái ước muốn lớn nhất đó là được diện kiến Đức Phật, đã trình lên ngài Mahakacchayana và được ngài đồng ý cho đi để diện kiến Đức Phật. Và khi ngài Sona đến thành Savatthi diện kiến Đức Phật đó, thì ở trong đây có trình bày đó là ngài Đức Phật ngài đã bảo ngài Ananda sắp xếp cái chỗ ngủ, cái chỗ nghỉ ngơi cho ngài Sona. Ngài Ananda là một vị thị giả, phải nói là đệ nhất. Ngài có một cái phán đoán, cái ý tứ Đức Phật ngài đã có cái lời nói như vậy đó, thì ngài Ananda nghĩ rằng cái vị Sona này có cái gì đó đặc biệt, cho nên Đức Phật ngài mới bảo như vậy. Ngài đã cố tình sắp xếp cái chỗ ngủ gần Đức Phật, gần cái trú xứ Đức Phật. Và khi mà trải qua cái trong đêm hành thiền thuyết pháp ở ngoài trú xứ đó, thì Đức Phật ngài đã đi vào cái chỗ ngủ, và ngài Sona cũng vậy, đi vào cái chỗ ngủ gần gần nơi Đức Phật. Thì đến rạng sáng thì Đức Phật ngài mới bảo ngài Sona, Đức Phật ngài bảo nguyên văn là như thế này: này tỳ khưu, mong rằng có bài pháp nào đó mà ngươi rành rẽ để thuyết giảng. Ở trong chú giải pháp cú thì nói rằng ngài Sona thuyết giảng, thuyết pháp cho Đức Phật nghe. Nhưng thật ra đây là cái sự yêu cầu của Đức Phật, giống như là một vị thầy yêu cầu vị học trò tụng đọc lại một cái bài kinh thuộc lòng nào đó. Thuộc lòng, thí dụ như bài Ratana Sutta hay là bài kinh Metta Sutta. Thì lúc đó thì ngài Sona đã nhân cái cơ hội này đọc lại một cách rành rẽ, mạch lạc về cái nhóm kinh gọi là kinh tám pháp. Và một cái điều này đó là ngày hôm trước Tịnh Đạt có một cái suy nghĩ, nhóm kinh tám pháp này đó, trong chú giải thì để là 16 bài kinh nhóm kinh tám pháp, thì con số đó làm cho Tịnh Đạt bị hiểu lầm là
là những cái bài kinh quán tưởng về y phục, về thức ăn, chú sứ và thuốc men. Khi mà tìm hiểu cha trong Attakatha chú giải và Tika đó, thì được chỉ rõ cái nhóm tám pháp này đó là nhóm kinh ở trong Suttanipata. Dạ, Suttanipata kinh tập. Cái bản kinh này đã được ngài Inachana chánh thân ngài đã việt dịch ra rồi, quý vị nào có thể chúng ta tìm đọc lại nhân cái cơ hội này. Thực ra thì chúng ta có nhiều cái thời gian và cơ hội để đọc tam tạng kinh điển, nhưng mà vì lý do này vì cái lý do kia chúng ta khó để hoàn thành. Nhưng mà những cái cơ hội để mà học pháp như thế này đó, thì cái bài kinh hay là cái bài pháp, bài giảng nó dẫn chúng ta đi đâu, chúng ta hãy tìm đến đó mà đọc. Giống như là chúng ta tra cứu như vậy đó, thì ngày 1, ngày 2 chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội để mà đọc nhiều cái bài kinh khác nhau ở trong kinh điển. Thì lần này chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bài kinh trong tập kinh số 3 tá, kinh tập kết tập ở trong Khuddha Nikaya, tiểu bộ kinh. Thì trong bài trong cái nhóm tám pháp Attakavaggo đó, phẩm tám pháp gồm có 16 bài kinh. Dạ, gồm có 16 bài kinh, bắt đầu là bài kinh Kamasutta, kinh giảng về dục. Để Tịnh Đạt copy cái phần nội dung tóm tắt cho các quý vị chúng ta. Dạ. Attakavaggo phẩm tóm ta phẩm nhóm 8. Kamasutta kinh giảng về dục. Kuhataka sutta suttang kinh nhóm 8 về hang. Và Tịnh Đại sẽ dẫn một cái đường link cho bà con chúng ta có cái, đây là tạo điều kiện tận nơi, tận chỗ, chúng ta chỉ cần click vào, chỉ cần lướt qua là chúng ta đã có một lần để mà xem qua cái bộ kinh này. Và đặc biệt là liên quan đến cái nhóm câu pháp cú. Khi mà chúng ta có cái thời gian tìm hiểu thì chúng ta sẽ hiểu tại sao Đức Phật ngài tán dương sau khi ngài Xô Ná đọc tụng hết tất cả những cái bài kinh, 16 bài kinh trong nhóm 8 pháp này. Dạ. Đó là một cái điều rất là đặc biệt. Và chính vì cái đặc biệt này thì chúng ta sẽ ghi nhớ được nhiều hơn. Hy vọng là chúng ta sẽ được một lần để mà tra cứu tham khảo. Thì đơn cử trong bài kinh nhóm 8 pháp đó là cái bài kinh Kamasutta, là bài kinh giảng về dục đó. Thì ở đây có những cái hình ảnh, những cái lời dạy mà chúng ta thấy rằng xuất hiện ở trong nội dung nhóm câu pháp cú 9 câu mà chúng ta đang học. Giống như là ở đây cái đoạn kinh 775, 774, 775. Dạ. Tịnh Đại sẽ dẫn chứng cho các vị. Bản kinh 774, đoạn kinh 775. Chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh xuất hiện là chiếc thuyền cạn, tác cạn chiếc thuyền. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh này được xuất hiện ở trong câu pháp cú số 369 mà Tịnh Đạt có chia sẻ ở trong bài giảng trước. Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có cái cơ hội để mà tra cứu thêm đó, thì chúng ta sẽ thấy có nhiều cái liên kết, nhiều cái ví dụ trùng lập. Và chính vì cái sự tinh tấn học pháp của ngài Xô Ná, tinh tấn đọc tụng và đọc tụng một cách rành rẽ, một cách rõ ràng, và một cách khéo léo,
Đức Phật Ngài đã tán dương. Ngài đã tán dương: này tỳ khưu tốt lắm, tốt lắm, sa thú lành thai. Này tỳ khưu phẩm nhóm 8 đã được ngươi khéo học tập, khéo suy nghĩ, khéo ghi nhớ. Ngươi có giọng nói im đẹp, im dịu, rõ ràng, không có khó nghe, làm rõ được ý nghĩa. Này tỳ khưu, ngươi xuất gia được bao nhiêu năm? Thì lúc đó Ngài Xu Ná bạch Đức Thế Tôn: con được 1 năm. Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới hỏi: tại sao lại xuất gia? Cái việc xuất gia nó lại chậm trễ, giống như là tuổi lớn tuổi rồi mới xuất gia. Thì lúc này Xu Ná mới bạch rằng: bạch Ngài, từ lâu con đã thấy sự tai hại trong các dục, nhưng vì cuộc sống tại gia có nhiều cản trở, có nhiều phận sự, có nhiều việc cần phải làm. Đó là một cái thông tin thêm, đó là Ngài Xu Ná chúng ta xuất gia ở những cái tuổi ở cái tuổi lớn chứ không phải là tuổi nhỏ. Thì tới cái lúc này đó, thì Đức Ngài Xu Ná nhận thấy rằng Đức Phật Ngài đang rất là hoan hỷ trong cái việc mà tụng đọc kinh của mình đó. Ngài đã nhân cái cơ hội này trình lên Đức Phật 5 cái thỉnh cầu mà Ngài Maha Kachana đã nhắn gửi. 5 cái thỉnh cầu đó được tóm tắt ở trong được ghi lại ở trong tạng luật, năm liên quan đến 5 cái điều luật của một vị xuất gia. Mà 5 cái điều luật này thì hiện tại chúng ta cũng có ít có quan tâm, tại vì cũng không có quá là liên quan. Bởi vì 5 điều luật này liên quan đến những cái xứ biên địa, những cái xứ mà ít có chư tăng. Như là điều thứ nhất là xin Đức Phật Ngài chấp nhận ở những cái xứ biên địa đó thì ít có chư tăng, ít có các vị tỳ kheo, cho nên thỉnh Đức Phật cho phép được một cái vị thiện nam tử xuất gia được chứng minh bởi số ít tỳ kheo, đó là số 5 vị. Và ở cái vùng mà biên địa ở phía nam của xứ Ấn Độ đó thì có những cái mặt đất nó khô cằn, nó cứng, cho nên xin Đức Phật là được phép mang những cái loại dép chuyên dụng. Rồi những cái ở xứ biên địa ở phía nam đó thì có cái việc đó là người dân luôn luôn sạch sẽ và tắm rửa thường xuyên, và xin Đức Phật Ngài cũng cho phép chư tăng được như thế. Và kể cả những cái loại da, những cái loại da thú để làm những cái tấm trải lót. Và một cái điều đó là những cái bộ y, khi mà có người ta tắc bạch dâng đến cho các vị tỳ khưu vắng mặt đó, thì các vị tỳ khưu sau khi trở về được nhắn gửi lại thì không có dám nhận, bởi vì nghĩ rằng là y đã được dâng tắc bạch dâng cách đây khá lâu rồi, bây giờ nhận thì không có thích hợp, tại vì y được phát sanh lên chỉ sử dụng ở trong một thời gian nhất định. Và lúc đó thì Đức Phật Ngài đã chấp nhận 5 cái điều này. Được chấp nhận 5 cái điều này. Đó là liên quan đến cái duyên sự, liên quan đến 5 cái điều luật, và liên quan đến Ngài Xu Ná ở cái vùng biên địa xuất gia với Ngài Maha Kachayana. Và đó là cái phần được ghi lại trong tạng luật. Và ở đây Tịnh Đà cũng như quý vị đã được một lần đọc lại cái tạng luật, đọc về cái phần duyên sự của Ngài Xu Ná Maha Kachayana, và đọc lại 5 điều luật ở trong kinh. Đó là một cái cơ hội mà chúng ta đã thực hiện được. Và tiếp theo đó là cái duyên sự để nói tiếp trong chú giải. Thì khi được Đức Phật Ngài chuẩn ý về 5 cái điều này đó, thì Ngài Xu Ná trở về với lại Ngài Maha Kachana ở vùng biên địa. Và lúc đó sự kiện đã xảy ra, chúng ta đã được nghe, đó là 900 tên cướp xuất hiện, và cái việc đó là trộm cướp trong khi bà mẹ của Ngài Xu Ná đang thính pháp. Và 900 cướp này nhận ra cái lỗi của mình và đến sám hối, và sau đó nghe pháp và xin xuất gia trở thành những cái vị tỳ kheo.
Thì những cái vị tỳ kheo 900 vị này chia thành 9 nhóm tu tập ở trong rừng. Và Đức Phật Ngài nhận thấy cái duyên lành nên Đức Phật Ngài đã xuất hiện và đi đến thuyết pháp cho tất cả những vị tỳ kheo này. Và sau những cái thời pháp đó thì tất cả đều thành những cái vị thánh nhân vô lậu, A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Cái bài kệ ngày hôm nay thưa quý vị rằng mang một cái ý nghĩa về giáo lý. Chúng ta đọc bài kệ này đó là cái bài kệ nó chạy đi đâu rồi? Dạ. Bài kệ đó là đoạn 5, từ bỏ 5. 5 ở đây được biết đến đó là được chú giải đó là 5 của hạ phần kiết sử. 5 hạ phần kiết sử. 5 hạ phần kiết sử. Quý vị chờ tôi chút xíu. Dạ, năm hạ phần kiết sử đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân hận. Cái việc liên quan đến cái 10 kiết sử này đó, thưa quý vị rằng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh phẩm 10 pháp đó, 10 chi đó cũng đã có đề cập đến. Nhưng mà ở cái việc mà giải thích về các cái chi pháp, về các cái ý nghĩa của các cái gọi là kiết sử, vô chánh ná, sanh vô chánh ná này thì phải nói là một cái điều cần có một cái thời gian thích hợp. Xin tóm tắt lại như thế này. Cái thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham ái và dục đó, năm cái hạ phần kiết sử này, tức là những cái sự trói buộc chúng sanh vào trong luân hồi đó. Chúng ta còn đang luân hồi là chúng ta đang còn vướng mắc, còn bị những cái sợi dây phiền não đang trói buộc chúng ta. Phiền não có nhiều cái loại phiền não, và khi mà chúng ta học về những cái chi pháp, về ví dụ pháp, thì chúng ta sẽ thấy rằng những cái phiền não nó có tên gọi khác nhau. Và không phải chỉ là những cái tròn, những cái màu màu ở trên bảng nêu mà chúng ta học. Những cái tên đó nó chỉ ngắn ngủi, nó chỉ đơn thuần là con số 12 bất thiện hay là 14 cái tâm sở hữu bất thiện, mà nó còn biến tướng ở trong từng con người, từng hoàn cảnh và từng cái môi trường khác nhau nữa. Thì nói chung đó, chúng ta còn luân hồi ở đây đó, chúng ta còn là phàm phu tục tử đó, thì chúng ta còn nhiều cái nhìn, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái suy nghĩ nó không có chính đáng. Cái việc làm chúng ta cũng không có chính đáng. Cái suy nghĩ của chúng ta cũng không được có chính đáng. Cho đến khi nào mà chúng ta tự mình nhận thấy rằng chúng ta cần phải cải thiện về cái việc làm của mình, về cái hành động của mình, về cái lời nói của mình, về cái tư tưởng của mình, về của mình. Và từ khi mà chúng ta ý thức được cái việc đó, cái việc ý thức ở đây nó mang những cái ý nghĩa đó là chúng ta học pháp chúng ta thấy hay, chúng ta thực hành pháp chúng ta thấy hay, chúng ta có được ý thức đó. Cái ý thức nữa là chúng ta va chạm cái đau khổ nhiều quá, chúng ta nhận lãnh những cái cơn sốc nhiều quá, chúng ta cũng có được những cái ý thức đó. Tùy theo cái căn tánh, có nhiều người đó, có nhiều cái em bé học sinh đó, sống ở trong một môi trường giàu có, thầy cô lúc nào cũng xịn, trường cũng xịn, đất nước cũng xịn, xã hội cũng xịn, thì cái học sinh đó nó trở thành một cái thần đồng.
Nhưng mà có những cái hoàn cảnh đó nó đẩy đưa những cái em học sinh đó, nó khó khăn, học cũng là khó, trường lớp cũng khó, cái vật dụng để học cũng khó, cái việc đi đến trường cũng khó, cái gì cũng khó hết trơn. Nhưng mà từ khi cái khó đó là mà nó có được ý thức được cái ý chí để vươn lên thì cũng là một cái thần đồng. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta học pháp thì chúng ta thấy thích, đi chùa chúng ta thấy mến, thì chúng ta sẽ có được ý thức để mà kiềm chế, để mà chúng ta ngăn chặn những cái hành vi xấu, những cái lời nói xấu và những cái suy nghĩ xấu. Và nếu chúng ta gặp những cái tai ương, những cái đau bệnh hay là những cái mất mát, chúng ta cũng ý thức được cái đời này nó khổ, nó khổ đau và chúng ta làm cho chúng ta phải mệt mỏi. Thì khi từ khi ý thức được cái việc đó, nó cũng làm cho chúng ta trở thành một cái con người giỏi tu, giỏi học. Chính vì vậy mà ở cái hoàn cảnh nào đó thì chúng ta cũng cần phải có cái sự hướng về Phật pháp. Kể cả thì chúng ta có được cái môi trường tốt, chúng ta cũng nên hướng về Phật pháp, và ở cái môi trường không được tốt đó, chúng ta cũng nên hướng về Phật pháp. Bởi vì Phật pháp là cái lời dạy của Đức Phật đó, có thể đó là giúp đỡ, chúng ta nói là chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Ấy đây là giúp đỡ cho tất cả những chúng sanh có những cái căn tánh cơ duyên khác nhau. Ở cơ duyên tốt thì giúp đỡ tốt, ở cơ duyên xấu thì giúp đỡ cho bớt xấu. Đó, đó là cái ý nghĩa mà cái Phật pháp mà nó mang lại. Còn cái việc mà 10 cái thượng phần kiết sử hay hạ phần kiết sử, cái việc đó là được phân tích cho những cái bậc thánh hữu học và bậc thánh vô học. Rồi tiếp đó nữa đó là tu tập năm tối thượng, tu tập năm tối thượng. Tức là tu tập về tính quyền hay là tính quyền, ngũ quyền hay ngũ lực đó, là tính quyền hay tính lực, tấn lực, niệm quyền hay niệm lực, định quyền hay định lực, tuệ quyền hay tuệ lực. Những cái pháp này nó nằm ở trong, tất cả những cái pháp này nằm trong phẩm 37, 7 phẩm trợ đạo Bồ Đề hay là 30 pháp trợ đạo Bồ Đề. Tại sao gọi là trợ đạo Bồ Đề? Tức là ở Bồ Đề đây nó không phải là cái cây Bồ Đề hay là cái gì nó cụ thể mà trợ đạo, hay là chúng ta vun bồi, chúng ta vun đắp. Trợ đạo Bồ Đề là sự giúp đỡ, nâng đỡ, làm cho chúng ta có cái sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc trên cái con đường hướng đến cái giác ngộ. Về cái tính, cái tấn, cái niệm, cái định, cái tuệ cũng là những cái giáo lý rất là căn bản, rất là mầu nhiệm. Và nếu mà chúng ta áp dụng đó thì chúng ta sẽ thấy Phật pháp được diễn tả, được thuyết giảng ở nhiều khía cạnh khác nhau để giúp đỡ chúng sanh, để giúp đỡ những người có tâm cầu giải thoát. Rồi tỷ kheo cắt năm trối. Ở đây lại là năm cái phiền não khác nữa, năm cái phiền não khác nữa được nói ở một cái nhóm năm pháp phiền não khác, chứ không phải là phiền não nó khác nhau. Đó là tham, là sân, là si, là mạng, là tà kiến. Giống như Tịnh Đạt vừa trình bày đó, là cái phiền não đó, cái phiền não nó lòn lách, nó tác động. Nhiều khi chúng ta bị cái sở tri chướng, tức là cái kiến thức quá nhiều đó, thì chúng ta sẽ định danh, định hình. Khi mà chúng ta tu thiền cũng vậy, gặp cái phiền não nó làm cho chúng ta mất chánh niệm, thì chúng ta lo, chúng ta nghĩ đó là cái phiền não gì, cái đó là nguyên nhân gì, mà chúng ta quên ghi nhận. Nhiều khi á, có cách đơn giản thôi. Đức Phật ngày khuyên là, Đức Phật ngày khuyên một cái vị tỳ kheo khó giữ gìn trong giới luật đó, thì Đức Phật ngày khuyên giữ cái tâm. Nhưng mà ở trong cái đời sống mình á, nói cho rộng, và chúng ta sẽ thấy rằng nó không có ngoài ra cái ngũ quan này, cái giác quan của chúng ta đó. Khi mà chúng ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi,
thân xúc chạm ý suy nghĩ đó, thì tất cả những cái sự xúc chạm đó, những cái xúc chạm giữa căn và cảnh đó, đó là cái mấu chốt, cái thời điểm mà có phiền não hay không có phiền não. Và cái mấu chốt đó nó quyết định là chúng ta đang bào mòn hay là chúng ta đang nuôi dưỡng cái phiền não. Dạ, nói cho dễ hiểu là như vậy. Nói cho dễ hiểu là như vậy. Chứ chúng ta nhiều khi bị cái sở tri chướng về kiến thức Phật pháp, chúng ta lo định danh định hình nhiều nhiều cái sơ đồ, nhiều cái phương pháp đó, mà đôi khi áp dụng trong cuộc sống thì chúng ta lại thấy khó khăn. Khi mà mắt thấy sắc, bây giờ chúng ta thấy rằng cái việc mà quán tử thi hay là quán cái sự vô thường của xác chết, thì chúng ta thấy rằng đó là một cảnh không có tốt so với là đại đa chúng, đại đa số nhiều người nhận định cái cảnh mà quán tử thi hay là quán xác chết đó là một cảnh không có tốt, hay là quán 32 thể trược. Nhưng mà đối với người tu tập đó, đó là cái cảnh để mà chúng ta nhàm chán. Khi mắt thấy sắc cũng là cái sắc đó thôi, cũng là cái việc mà âm thanh đó thôi, cũng là cái việc mà ngửi đó thôi, cái mùi đó thôi, hay là cái việc xúc chạm đó thôi. Nhưng mà cái người có tu tập, có cái sự rèn luyện phòng hộ của cái tâm đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang bào mòn cái phiền não. Và nếu không thì ngược lại chúng ta đang nuôi dưỡng cái phiền não. Chỉ đơn giản là như vậy. Nếu chúng ta bào mòn thì chúng ta sẽ đi theo Phật, mà chúng ta nuôi dưỡng thì chúng ta sẽ đi theo ma. Dạ, nó chỉ đơn thuần là như vậy thôi, chứ không có quá là phức tạp. Chúng ta đừng có quá là lo sợ về Phật pháp quá nhiều, phải ghi nhớ. Mà quan trọng nhất đó là cái việc mà ứng dụng đem vào cái đời sống. Nếu chúng ta càng ứng dụng nhiều chừng nào, càng thấy Phật pháp xung quanh chúng ta nhiều chừng nào, lúc đó chúng ta là một người con Phật. Bất kể chúng ta là nam, là nữ, là người Bắc, người Trung, người Nam, là người da màu, da trắng, da đen, bất kể chúng ta là tôn giáo Phật giáo, rồi Kitô giáo, hay là chúng ta là một cái người không đạo, không giáo, mà chúng ta có cái nhìn như vậy là chúng ta đã là một người con Phật. Bảo đảm quý vị như vậy. Và đó là cái lời chia sẻ của Trịnh Đạt qua cái câu kệ ngôn pháp cú số 370 này. Mong rằng chúng ta sẽ còn nhiều cái cơ hội để mà lắng nghe những cái bài chia sẻ về cái ý nghĩa duyên sự, ý nghĩa của câu kệ kinh pháp cú và những cái kinh nghiệm tu của những cái vị giảng sư nhiều hơn nữa thông qua nhóm câu kệ ngôn pháp cú này. Trịnh Đạt xin kết thúc cái bài chia sẻ, bài học ngày hôm nay. Xin kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta có được một cái ngày học pháp được nhiều an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô MC trở lại với diễn đàn. Trịnh Đạt xin xuống mic. Dạ, chắc Sít Cẩm Vân không có chiếc máy hay sao? Nếu có Sít Cẩm Vân có chiếc máy, xin mời Sít Cẩm Vân giơ tay. Alo. Alo. Chắc Sít Cẩm Vân không có chiếc máy hay sao vậy? Dạ, sa thu lần thầy. Chúng thay mặt để chúng cháu rung, chúng con xin được thành kính chiên Đức Minh Tịnh Đạt đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài kinh pháp cú số 370 đến hàng Phật tử chúng con ngày hôm nay, từ vựng ý nghĩa và duyên sự để chúng con học và hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự tiến hóa. Chúng con xin được thành kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt, và một lần nữa chúng con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh từ bi chúc phúc cho rung sâu thời pháp,
Nam Mô Phật Thầy Gia, con xin được thành kính cung thiền Đại Đức Minh Hạnh ạ. Tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê của ta sắp bằng bụt đa nữ hoa quê nữ sa đa sắp tì của văn trú trê. Bà quà tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê của ta sắp bằng hâm ma nữ hoa quê nữ sa đa sắp tì của văn trú trê. Bà quà tu sắp bằng mang lăng ra khăn tu sắp bê đê của ta sắp bằng sang khá nữ hoa quê nữ sa đa sắp tì của văn trú trê. Tất cả phương báo hoàng con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà hoài đức của chư Phật, do nhà hoài đức của giáo pháp, do nhà hoài đức của chư tăng các sự an lạc thần tượng đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú làm thay cho con cha thân thường tọa minh hạnh đại đức tịnh đạt cùng chư tôn đức đang vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp, và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đi quá ta san ti vi ha ra wa si ni phu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thể ra cha ma cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is ta ra sa pa na pu ta su khi ta pa quan tu tê cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se na ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng pa thích cha tê sắp bê pi đúc khá sa khá rôn tu sang khá yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô. Tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa a tha ya cha hi ta ya cha am he rát khan tu sắc thẩm mô sắp bê bi tham ma cha ri nô vút thim sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đông tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống miếng.